chào tất cả các bạn. Đây là công viên tại Vancouver và Singapore. Wow, rất đẹp. Đi vào chỗ công viên nước à? Khu vực diễn ra đua xe công thức 1 của thế giới tại Singapore. Đây là những chiếc lốp của các xe công thức 1 thế giới. Việt Nam. Đây là nơi đang diễn ra đua xe công thức 1.